Xin chào các bạn, hôm nay ý American tổ chức chúng tôi xin giới thiệu các bạn cái mẫu lavabo dương vành của American mang cái mã hiệu là 0452WT. Thì cái lavabo dương vành này là 0452WT này là nó có kích thước của chiều ngang là 550 cm, còn cái vòi cảm ứng đang gắn là mã là VQF8805. Thì đây là vòi cảm ứng sử dụng pin đó. Vòi cảm ứng dùng pin này thì nó được thiết kế là có một cái mắt cảm biến ở ngay phần rửa tay đó, và chất liệu của nó được làm bằng đồng thau mạ rôm niken. Và mẫu lavabo này á, thì sử dụng cho thích hợp cho những hộ gia đình có cái mặt bàn đá nó rộng và nó đẹp. Và hiện tại thì mẫu này đang được bán tại đại lý American Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua hãy liên hệ vào số hotline bên dưới hoặc là truy cập website tdm.vn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.